Xin giới thiệu với mọi người quán cơm tấm của chị Hai Vân, hay còn gọi là cơm tấm chị Béo á, nằm ở thành phố Long Xuyên, An Giang. Vẫn giữ cái giá 20.000 đồng. Và trước kia thì chị bán ở ngã tư đường Hùng Vương và đường Nguyễn Trãi. Và bây giờ thì dời sang một vị trí mới, mà hôm nay thì mình đến Long Xuyên mình chia sẻ cho các bác chị. Hôm nay thì chị dời về địa chỉ đó là 81 Hùng Vương, thuộc thành phố Long Xuyên, An Giang. Một dĩa cơm tấm gồm trứng kho và thịt khìa, một ít bì nữa, vẫn là giá là 20.000 đồng. Dĩa hả con? Rồi, đường 25. Đây là cái phần 25.000 đúng không? Đang chị làm tăng như vậy nè, dĩa là 25 nè. Ở trường mình đó. Ở trường dĩa đó 25 đó. Cho làm cho chú đi. Còn cái dĩa cơm thêm này thì sao? Cơm thêm gì có 5.000 nè. 5.000 mà có thịt nữa. À, có thịt 5.000. Ồ, dĩa cơm thêm chất lượng quá hả? 5.000 là có cái thịt kìa nữa không nha. Còn đây là cái hộp cơm. Còn này đây là cái hộp tắm. Như vậy là hộp này là 20.000. Đây là đúng tắm luôn đó hả? Dạ. Yeah. Nói gì là 20.000 nè, cơm tấm đó. 20.000 đây. Phần 20.000 mang về. Ngon quá. Cháo vừa rửa sáng là mình có cơm rồi đó. Vậy là cả ngày chị ngồi cả ngày qua đường luôn. Dạ, bán chừng nào mình hết thịt mình về. Giờ này cũng gần hết thịt rồi đó. Chị Vân là một ngày là bán bao nhiêu ký thịt khìa như vậy chị? Thì bán nhầm bữa này bữa nọ mình không biết đường đâu, mình tính đâu mình đón được. Bán cái nhầm bữa mình bán được, nhầm bữa mình bán không được vậy đó. Cái thịt này là mình nấu, sau đó còn cái nước sốt thì mình chan lên cơm. À, đây là nước sốt thịt nè. Không ngon. Khách ăn thêm cái trứng nữa là 10.000 đồng cái dĩa cơm thêm như vậy. Cái trứng thì có 5.000 à. Dĩa cơm thêm 5.000 nữa. Ờ. À, có thịt về 5.000, cái trứng 5.000, vậy là 10.000. Giờ này là muốn mới hết thịt rồi. Tại bán sớm á, bán 6 rưỡi rồi có cơm rồi. Cái này là phần đùi sâu đúng không chị? Cái đùi nó mới có cái phần thịt nạc nhiều hơn, ít mỡ, da chắc. Rồi giờ là cái cơm mình nấu luôn rồi nè em chị ha. Cơm mình nấu nhà mình đem ra. Mình nấu nhà. Nhiều lúc người ta tới, ví dụ khách đã xa hoặc là tìm được. Đây mình dời đi quạt ở đây là không nhìn ra rồi đó. Đây dời địa điểm. À, dời địa điểm, cái thời gian cái dời địa điểm, thời gian cái dời địa điểm. Trứng là phải băm nhuyễn như vậy nè, mới đúng là cơm tấm Long Xuyên á. Nhuyễn vậy đó, nó ăn hòa quyện vô cơm mình ăn nó béo. Đây, mọi người cùng xem cái phần thịt khìa. Để khìa những cái phần thịt với những cái thớ thịt to như vậy thì phải nồi nấu chắc một cái nồi bự lắm nè. Nồi bự mới hết. Chính là để đầy cái tủ đó.
là giờ đó là mình còn sớm, giờ đó còn sớm là thịt với trứng này kia đầy đủ. Bây giờ này cái lại là muốn hết cơm hết thịt rồi. Nhiều. Và đây là cái phần cơm 25 ngàn được băm nhuyễn đó, mang về này là đó. Ba làm cho bé ăn. Bé mới kêu làm băm nhuyễn là gì đó. Băm để nó xúc. Tí trứng 25 ngàn hả chị? 25 ngàn để cho bé ăn. Bé không có để gì chứ, vì là cho ăn thịt rồi đó. Nhìn cái nước chan nè, đậm đà ghê không? Cũng 5-6 năm gì rồi, 6-7 năm gì đó. Vậy là trước khi chị mở quán cơm tấm là chị làm nghề gì chị Vân? Ở đó là chị bán cũng chỗ gốc đó đó. Bên đó đó rồi chị bán cũng bánh canh, bún này kia vậy đó. Rồi chị mới xây qua cơm. Nhưng mà ở Long Xuyên mình rất là nhiều quán cơm tấm kiểu như vậy, và nó tạo nên thương hiệu cơm tấm Long Xuyên luôn. Sao chị quyết định là chọn chuyển sang cái món mà sự cạnh tranh nó rất là nhiều quán? Ở đây có nhiều quán lâu đời lắm mà sao mình lại liều mạng chuyển sang cái món này để kinh doanh vậy? Tại vì thấy cái bán cái này được mình bán luôn. Ai giữ cơm luôn bé ơi. Ăn tắm ăn trường. Em ăn tắm ăn trường. Tắm đi. Rồi tắm. Ai giữ tắm hết á. Về Long Xuyên phải ăn cơm tắm Long Xuyên, thịt kia, trứng băm nhuyễn. Ba lần gặp chị Vân là ba lần ba địa điểm khác nhau. Địa điểm đông khách nhất vẫn là ở giao lộ giữa đường Nguyễn Trãi với Nguyễn Trãi. Địa điểm thứ hai là góc kế bên quán cà phê đường Hùng Vương, mà bây giờ thì giờ đối diện số 81 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang. Cơm mà đúng là hạt cơm tấm này, sợi cơm rất là hạt cơm rất là nhỏ. Như vậy. Có nhiều người thắc mắc là tại sao thịt phải băm. Đây là cách mà người dân Long Xuyên ăn. Họ băm trứng, băm thịt ra để cho nó quyện vào cái nước sốt á, cái bì nữa. Nói gì đó. Chan với cái nước thịt kia và sẽ bỏ thêm một tí mỡ hành. Dĩa cơm tấm Long Xuyên.
Và đây là một dĩa cơm tấm ở Long Xuyên của chị Hai Vân. Mọi người có thể thấy nè, thịt khìa cùng với trứng băm nhuyễn ra như vậy, và hầu như là mọi người sẽ ăn trộn đều lên cho nó hòa quyện với nước mắm. Mình sẽ thưởng thức cái muỗng đầu tiên trước khi kết thúc clip nha. Có nghĩa cái trứng á, nó đã đậm đà rồi, cái nước sốt đậm đà rồi, thêm cái nước mắm nữa thì mọi thứ nó rất là quyện lại. Phải sốc nhuyễn lên như vậy nha mọi người. Sự khác biệt so với các địa phương khác, cơm tấm thì có lẽ Sài Gòn cũng có nè, Vĩnh Long cũng có, Tiền Giang cũng có rất là nhiều quán nổi tiếng, nhưng mà ở Long Xuyên thì lại khác biệt là thịt khìa cùng với trứng băm ra như vậy. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nó có thêm cái mùi mỡ hành nữa, thơm.